Trên tay em là ba con đồng hồ pin Leica cơ nha cả nhà. Đó, đều là 6 kim nè. Đó, 6 kim thứ ngày và 24 giờ nha. Thì hai con này là của Mỹ, con này là của Nhật nha. Đây. Pin Leica cơ là gì? Là một một nửa nó chạy cơ, đó, một nửa nó chạy pin. Con này là nguyên rin nha cả nhà, là màu độc nha, màu độc lạ, dây rồi nguyên rin hết luôn nè, màu nó nè, size của nó là 44 nha. Đó, mình cầm thôi cũng đã chạy rồi, thấy chưa nè, nó là kim choi nè, đó của phần cơ. Còn bên đây là không đeo, nó vẫn chạy đúng giờ cho mình nha, không phải như con cơ đeo nó mới chạy. Đây, đều đẹp và nguyên rin hết nha, dây khóa đồ nguyên rin hết nha. Đó, thì con này là kim đĩa, cái con kia là kim dây, con này là kim đĩa nè, cũng là size 44 luôn. Đó, mã hai con này là 148 nha, dây khóa đồ nguyên rin cái nha, dây xịn nha chứ không phải dây amateur đâu. Đó, một con vỏ bạc, một con vỏ vàng vàng đồng, một con màu độc nè, đó có dạ quang nha, hàng Mỹ nha, hàng Mỹ cả nha, for sale của Mỹ, mặt hai lồng. Mấy con này giá mới của nó cũng cỡ 7-8 triệu gì đó. Đó, giá em chỉ có 148 gì thôi. Còn đây là Phi Iconicy của Nhật nha, độc lạ luôn, con này thì full thép, con này thì 168 nha cả nhà. Nè, phần cơ nè, lúc mình đeo á thì nó sẽ chuyển hóa cái động năng cái cơ tay của mình thành điện, à, lộn, thành phần cơ chứ. Nè, đó, nó tích cót ở đây rồi nó chạy cái phần kim kim dây đó, độc lạ nha, size 42 thứ ngày và 24 giờ nha. Dây thép đúc khóa bấm đằng sau nè, đáy xoáy chống nước 100 m nha. Rồi còn hai con này cũng vậy, hai con này sao ta, hai con này thì chỉ có 5 ATM thôi, con này bắt ốc, con này thì đáy xoáy nha, xài mấy con này là bao ghiền luôn đó nha, muốn cơ có cơ, muốn pin có pin, mà 6 kim nha. Bình thường pin Leica nó chỉ có 3 kim loại rẻ tiền, còn này 6 kim nha, của em là 6 kim, có loại 7 kim 8 kim nữa. Con này mặt xanh đó, cả nhà cứ lựa đi rồi báo em nha. Đó, độc lạ, mình có thể lên dây sắt được luôn nha cả nhà. Rồi em xin hết nha.